Chào bà con nha. Hôm nay giới thiệu bà con mấy cánh quạt có bơm nhân thể nè. Tất cả cánh quạt đều có nha con, từ nhân thể 1 số 8, nhân thể 1, nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4, nhân thể 5, nhân thể 6, nhân thể 7, nhân thể 80, nhân thể 90, nhân thể 100, nhân thể 150 đều có cánh quạt nha bà con. Đầy đủ với bà con luôn, bà con nào có nhu cầu thì gửi hàng toàn quốc nha. Cánh quạt nào bà con mua cho phù hợp cánh quạt đó. 1 số 8 này có cánh quạt 1 số 8. 1 số 8 là cánh quạt chuyên đẩy nén xa thôi con. Cánh quạt nhân thể 1 luôn. Nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4 đầy đủ. Nói chung ngoài thị trường có quan thể nào là thì có cánh quạt cho nhân thể đó đó bà con. Con dễ xài, xài thời gian hư mòn, mua mới bỏ vô bà con rẻ nữa. Dễ tha, dễ sử dụng bà con. Nó gỡ 4 ốc, mấy ốc của cái bơm ra gắn vô xong à. Dễ xài, dễ sử dụng lắm, dễ thay thế lắm. Bên này có bán phốt đầy đủ luôn nha, phốt nhân thể đầy đủ luôn, phốt trà, phốt nước đầy đủ luôn. Đây, bà con coi. Quay nhìn bà con coi nha, bơm nhân thể, cánh quạt, bơm nhân thể các loại. Bơm nhân thể là chuyên hút sâu đẩy xa bà con. Đây, mấy phốt có đây, phốt trà, phốt đồ đầy đủ. Bật đạn rồi có luôn nha bà con, phốt bật đạn đầy đủ luôn. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707, giao hàng toàn quốc nha bà con. Cánh quạt nào mà nhân thể lỗi nào thì bà con mua cánh quạt lỗi đó cho dễ, dễ gắn lắm. Nhân thể 1 thì mua cánh quạt nhân thể 1, nhân thể 2 mua cánh quạt nhân thể 2, cứ gỡ gắn vô thôi, đơn giản lắm bà con. Chờ thời gian sau nó lâu nó mòn, bà con có mua gắn vô là xài ngon à, hay là bị gãy gì đó mua, con mua thay vô cũng mau lắm, dễ thay dễ sử dụng nữa. Bơm nhân thể đầy đủ luôn nha, code đầy đủ luôn. Mà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Bơm nhân thể các loại.